Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị và các đồng chí, tuần vừa qua là một tuần chấn động thế giới với nhân tố mang tên Hồ sơ Panama. Đây là tên gọi chung cho hàng triệu tài liệu phanh phui tài sản bí mật của một số chính trị gia và nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Một mạng lưới công ty ma khổng lồ trên thế giới được lập ra để giúp người giàu trốn thuế và trong một số trường hợp là rửa tiền. Vậy hồ sơ Panama là gì và những ai được điểm danh trong tài liệu đó? Và cũng trong tuần vừa qua thì thế giới lại chứng kiến thêm một điểm nóng nữa bùng phát trong không gian hậu Xô Viết. Đó là ngày 2 tháng 4, quân đội Cộng hòa Azerbaijan đã bất ngờ sử dụng vũ khí hạng nặng như là máy bay chiến đấu, xe tăng, pháo, súng cối và dàn pháo phản lực nhiều nòng bất ngờ tấn công lực lượng của Cộng hòa tự trị Nagorno-Karabakh của người Armenia. Chiến sự bùng phát, thương vong đã xuất hiện và kéo theo đó là những hệ quả rất đáng quan ngại khi mà điểm nóng không chỉ đơn thuần là xung đột của riêng Armenia và Azerbaijan. Để cùng phân tích về hai sự kiện rất quan trọng này, chương trình Người quan sát tuần này đã mời tới trường quay hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa Công an Bộ Công an. Và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, chuyên viên nghiên cứu cao cấp của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Xin được cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì xin kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi lại tình hình chiến sự tại Armenia, Azerbaijan diễn ra trong tuần vừa qua. Ngày 2 tháng 4, chiến sự đã nổ ra giữa Armenia và Azerbaijan tại khu vực Nagorno-Karabakh. Cả hai nước đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào năm 1994. Hôm 3 tháng 4, Bộ Quốc phòng Azerbaijan tuyên bố họ đã tiêu diệt 10 xe tăng của Armenia. Trong khi đó, phía Armenia đã tiêu diệt được 3 xe tăng của Azerbaijan. Bất chấp sự kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế, chiến sự giữa Armenia và Azerbaijan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây được cho là cuộc giao tranh bạo lực nhất tại Nagorno-Karabakh trong suốt nhiều thập kỷ qua. Kể từ khi xung đột bùng phát thì đã có ít nhất 40 binh sĩ của cả hai phía và 6 dân thường thiệt mạng, trong khi hơn 200 người khác bị thương. Ngày 4 tháng 4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm hối thúc các bên chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng vũ lực và tránh mọi hành động làm gia tăng căng thẳng. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động hiện nay, giới quan sát lo ngại, những mâu thuẫn tương tự nếu không sớm được giải quyết sẽ châm ngòi và làm phức tạp hơn các mối quan hệ trong khu vực và quốc tế. Thưa tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, cuộc xung đột chúng ta vừa theo dõi trong phóng sự vừa rồi thì là một cái tranh chấp khá căng thẳng về chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước là Cộng hòa Azerbaijan và Cộng hòa Armenia. Cái sự căng thẳng tranh chấp này thì đã kéo dài từ thời Liên Xô trước đây và đã tạm lắng dịu vào năm 1994. Tuy nhiên đến nay thì lại bùng phát trở lại. Vậy thì theo ông, cái dấu mốc quan trọng nhất của cái cuộc của cái chiến sự này là như thế nào và tại sao nó lại bùng phát vào cái thời điểm này? Vâng. Cái cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia mà thông qua cái điểm nóng đấy là Nagorno-Karabakh thì thực ra nó xảy ra cũng phải ngót trăm năm nay, chính xác là 98 năm sau khi Sa Hoàng sụp đổ và chính quyền Xô Viết được thành lập. Thì năm 1918, năm 1920 ấy, thì chính quyền Xô Viết đã giải quyết vấn đề này. Lúc đầu thì chính quyền Xô Viết giải quyết vấn đề Nagorno-Karabakh ấy là giao cho Armenia. Thế nhưng mà sau đó thì lại quyết định chính thức để đưa về Azerbaijan. Thế là như vậy là cái mâu thuẫn nó bùng phát giữa hai quốc gia. Phía Armenia thì cho rằng là gì, là quyền dân tộc tự quyết. Bởi vì Nagorno-Karabakh ấy là chiếm tới 99,74% là dân số người Armenia. Nhưng mà phía Azerbaijan ấy thì cho rằng là gì, là chủ quyền toàn vẹn và độc lập lãnh thổ. Thế là như vậy là hai nguyên tắc này nó thường xuyên nó mắc nhau. Nhưng mà khi công cuộc cải tổ của Gorbachev ấy đang đi vào khủng hoảng và nguy cơ sụp đổ thì vấn đề Nagorno-Karabakh lại có dịp nổi lên. Đó là 1988 đến 1994. Và kết thúc 6 năm đấy thì dưới sự bảo trợ của Liên bang Nga và châu Âu thì hai nước là coi như tạm ngừng cuộc chiến đấy. Và suốt từ năm 94 đến giờ thì thực ra mà nói, nếu mà cộng lại lẻ tẻ thì xung đột nhiều lắm.
Nhưng mà tôi lấy chỉ lấy cái điểm chính thôi. 1918, 1920, 1988, 1994 và bây giờ là tháng 4, 2016. Thế nhưng tại sao tháng 4, 2016 nó lại xảy ra cái chuyện này? Có phải ngẫu nhiên không? Thực ra cũng không phải ngẫu nhiên. Bởi vì nếu nói rằng là gì là hai cái đất nước Azerbaijan và Armenia là 11, 2 trong 15 dân tộc anh em của Liên bang Xô Viết và bây giờ là trong cái không gian hậu Xô Viết và Nga rất muốn sự ổn định của khu vực này. Thế nhưng mà những thế lực bên ngoài thì chắc chắn là họ cũng không muốn cái sự ổn định của Nga. Cho nên vào đúng cái thời điểm này là tôi cho rằng là khi tình hình Ukraine, khi tình hình Crimea và Syria bắt đầu tạm lắng thì Mỹ bao giờ cũng thế, muốn tìm cái chỗ nào nó phải nóng lên được, không phải ngẫu nhiên đúng vào imminent cái thời điểm này xảy ra chuyện đó. Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn. Thưa Thủ tướng Lê Văn Cương, mỗi khi có một cuộc xung đột nào xảy ra thì các bên thường đổ lỗi cho nhau là những bên khai chiến. Tuy nhiên lần này thì phía Azerbaijan lại tự nhận là mình là phía chủ động khai chiến cái sự bùng nổ của chiến sự này. Vậy thì theo ông tại sao phía Azerbaijan lại có cái động thái như vậy? Tôi nghĩ rằng ở đây chúng ta phải nhìn có lẽ từ nhiều chiều cảnh, mà một phần tôi đồng ý với tiến sĩ Nguyễn Toàn đề cập. Chắc chắn Tổng thống Aliyev chủ trương khởi sự chuyện này mùng 2 tháng 4, tức là có tính toán của ông. Mà thông thường ở đây là xuất phát từ cái lợi ích, cái động lực lợi ích xúi khiến người ta hành động. Cũng có nguồn tin cho rằng là trong vài năm gần đây, Azerbaijan ở trong một trạng thái cũng khó khăn về kinh tế, nhất là khi giá dầu. Azerbaijan là một nước xuất khẩu dầu mỏ, cái tỷ trọng thu nhập quốc dân của dầu mỏ bán ra khá lớn, đến giá một nửa, 50% rồi đấy. Từ cái giá dầu 105 đô, 110 đô, bây giờ tụt xuống đến trên dưới 40 đô này, thì rõ ràng nó đẩy đất nước Azerbaijan vào trạng thái rất khó khăn. Mà đã khó khăn kinh tế thì nó đẩy rất nhiều vấn đề xã hội. Một năm gần đây thì nội bộ trong xã hội Azerbaijan cũng có rất nhiều vấn đề. Chứ cũng có những dư luận lý giải rằng là ông ta làm việc này để đánh lạc hướng những vấn đề nổi cộm trong xã hội Azerbaijan. Cái điều này không thể bác bỏ được. Vấn đề thứ hai mà nói rằng là tôi cho cái hành động của Azerbaijan này không chỉ xuất phát từ lợi ích trong nước, mà có lẽ còn có một cái gì đấy ẩn dấu sau lưng đấy là cái mối quan hệ quốc tế. Cả Azerbaijan và Armenia là những quốc gia nhỏ. Ở đây phía sâu xa lại là về vấn đề tôn giáo. Armenia là theo tôn giáo chính thống của Nga, còn Azerbaijan là Hồi giáo theo dòng Shia. Ở đây có vấn đề về tôn giáo, có vấn đề về dân tộc. Và trong cái bối cảnh hiện nay, chúng ta phải tính đến cái mối quan hệ giữa Nga với Armenia, Nga với Azerbaijan không như nhau. Có thể nói rằng Nga với Armenia là quan hệ trên bạn bè dưới đồng minh. Nhưng Nga với Azerbaijan chỉ là bạn bè thôi ạ. Phía sau Azerbaijan là còn Thổ Nhĩ Kỳ. Và còn xa hơn nữa đâu đấy, chỗ này chỗ kia nữa. Và tất cả những cái này hồi tụ lại là một cái tính toán nào đấy của Azerbaijan. Muốn rằng, phải chăng là muốn buộc cả cường quốc khu vực như là Nga, như là Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả Iran đấy ạ, phải quan tâm đến mình nhiều hơn. Thưa tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, sau khi chiến sự nổ ra thì cả phía Mỹ và phía Thổ Nhĩ Kỳ đều lên tiếng ủng hộ phía Azerbaijan. Vậy thì ông bình luận như thế nào về động thái của các cái nước như là Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong cái chiến sự này? Mỹ và kể cả Thổ Nhĩ Kỳ không muốn một nước Nga mạnh trở thành siêu cường. Chứ mà nước Nga mạnh ấy thì có thể nói là gây một sức ép lên lãnh thổ. Trong cái chuyện này ấy thì vừa rồi tôi đồng ý một điểm của Thiếu tướng Lê Văn Cương ở chỗ này này. Thổ luôn tìm cách hướng cái dư luận phải chú ý đến mình. Thổ phải chứng tỏ rằng là gì, là Thổ cũng là một cái lực lượng mạnh, có ảnh hưởng đến khu vực này. Và trong lúc đó thì có thể đứng đằng sau Thổ là ai đó tán thành cái việc làm của Thổ. Cho nên là gì, là cái động thái vừa rồi tôi cho là không phải ngẫu nhiên. Buộc Nga phải chú ý đến mình,
buộc Nga phải có tìm cách để có một cái quan hệ thế nào đó mà theo đáp ứng được cái mong mỏi của Thổ. Thế còn Mỹ thì rõ ràng rồi. Mỹ thì rõ ràng là trong cái chuyện này là tôi cho là tại sao cái cuộc chiến nó xảy ra chớp nhoáng như thế. Suốt từ năm 1918 đến nay là gì? Đây là cái cuộc chiến ngắn nhất, 4 ngày thôi. Cái người phát động chiến tranh là Azerbaijan. Người cũng chủ động là một cái là cho dừng lại cuộc chiến. Thế tôi cho rằng là cái đó cũng chỉ bản thân của mỗi một quốc gia thôi. Còn đứng đằng sau đó là cái sức ép của Moscow, sức ép của Mỹ. Và có một cái lợi ích nào đó mà người ta thỏa thuận được mà cần phải nghiên cứu kỹ hơn. Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn. Thưa Thủ tướng Lê Văn Cương, ngay sau khi cái xung đột này diễn ra thì nhiều người nhắc đến cái sự quan hệ của cái mối quan hệ của Nga với hai quốc gia là Azerbaijan và Armenia. Bởi vì hai quốc gia này thì họ vừa nằm trong cái khu vực cái không gian hậu Xô Viết và lại vừa có mối quan hệ rất mật thiết với Nga. Vậy thì theo ông đây phải chăng là một bài toán khó giải đối với nước Nga trong cái tình thế hiện nay, và Tổng thống Nga Vladimir Putin cần phải có những cái biện pháp như thế nào để hóa giải cuộc chiến ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý với đồng chí, cái cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia đặt Nga và Tổng thống Putin ở trạng thái khá khó xử. Bởi lẽ Armenia là đồng minh của Nga. Hiện nay Nga còn bố trí lực lượng quân sự tại Armenia đấy. Thế còn quan hệ giữa Nga với Azerbaijan thì cũng là quan hệ bạn bè. Chắc chắn nó không nồng ấm bằng quan hệ Nga với Armenia. Trên cái bàn cờ địa chính trị chỗ này, chúng ta nên nhớ rằng có hai kỳ quốc gia mà có thể xem là đối địch với Nga. Đây là Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Bắc, Armenia và Azerbaijan là Georgia. Georgia thì đối với Nga thì chắc chắn chúng ta không thể quên như vừa rồi. Thì Cảnh Toàn nói rồi. Cuộc chiến mùng 8 tháng 8 đến mùng 13 tháng 8 năm 2008 rồi. Như vậy là xung quanh Armenia và Azerbaijan có hai quốc gia thù địch với Nga. Thế đúng là cái mối quan hệ giữa Nga với Armenia, Nga với Azerbaijan, Nga với Georgia, Nga với Thổ Nhĩ Kỳ. Mà một bên Azerbaijan là có quan hệ thân tình với Thổ Nhĩ Kỳ đấy ạ. Thì chắc chắn nó sẽ đụng chạm đến cái quan hệ cái tay ba giữa Nga và Azerbaijan thôi. Chứ tôi đồng ý với đồng chí đó, trong cái cuộc xung đột này đặt Nga và Điện Kremlin ở cái thế rất khó xử. Sơ sẩy một tí là có lúc làm cho cái tình hình chuyển động bất lợi cho Nga. Vì thế tôi nghĩ rằng là cái thái độ của ông Putin, của Điện Kremlin của Nga đó, là họ rất bình tĩnh. Thái độ rõ ràng mạch lạc ngay từ xung đột đầu tiên. Tổng thống Putin đã tuyên bố và kêu gọi các bên phải kiềm chế và tìm mọi cách chấm dứt xung đột và tiến tới một cái thỏa thuận để bình thường hóa quan hệ. Nhưng mà tôi tin rằng ông Putin và những cộng sự của ông Tổng thống Kremlin cũng hiểu rằng phía sau đấy còn phức tạp hơn nhiều. Cho nên cái thái độ mà tốt nhất mà là bình tĩnh quan sát, tỏ rõ trách nhiệm của mình, yêu cầu các bên phải dừng ngay chiến sự, tiến tới bàn đàm phán và giải quyết chuyện này bằng biện pháp hòa bình trước luật pháp quốc tế. Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị và các đồng chí, như đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình thì bên cạnh điểm nóng chiến sự giữa Azerbaijan và Armenia thì còn có một hồ sơ mang tên là Panama đã làm chấn động thế giới với những thông tin liên quan đến việc trốn thuế và có rất nhiều những tên tuổi của những chính trị gia và một số những người nổi tiếng trên thế giới xuất hiện trong hồ sơ này. Trước khi trao đổi với hai vị khách mời, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi phóng sự sau. Ngày 3 tháng 4, Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế ICIJ có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ, đã công bố báo cáo điều tra lập từ kho chứng từ về thuế bị rò rỉ của hãng luật Mossack Fonseca đặt tại Panama từ năm 1975 đến cuối năm 2015, được thẩm định bởi hơn 370 nhà báo từ gần 80 quốc gia. Cuộc điều tra này được miêu tả là một trong những vụ phanh phui tài liệu lớn nhất trong lịch sử, với khoảng 11,5 triệu chứng từ thuế, tương đương 2,6 terabyte dữ liệu được lấy từ hệ thống nội bộ của hãng luật Mossack Fonseca, có liên quan đến khoảng 214.000 doanh nghiệp tại nước ngoài và 140 chính trị gia và quan chức khắp thế giới. Trong số này, có Thủ tướng Iceland và Pakistan, Tổng thống Ukraine và Argentina, Quốc vương Ả Rập Saudi. Như một hệ quả tất yếu,
Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đang ở trong tầm bão khi ông này phải đối diện với những lời kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ thời điểm bê bối hồ sơ Panama chỉ đích danh tên ông và vợ mình cất giấu nhiều tiền tại các thiên đường trốn thuế, trong khi Iceland chìm đắm trong tác động của cuộc khủng hoảng tài chính. Bên cạnh đó, còn có những cái tên như Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Quốc vương Ả Rập Saudi Salman Al Saud, ngôi sao bóng đá Lionel Messi và thành viên Ủy ban Đạo đức FIFA Juan Pedro Damiani cũng nằm trong diện bị tình nghi. Trong phản ứng đầu tiên của mình, ngày 4 tháng 4, Điện Kremlin cáo buộc các nhà báo điều tra làm việc về hồ sơ Panama bị rò rỉ là các cựu quan chức và đặc vụ hoạt động bí mật của Hoa Kỳ. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu trực tiếp trên truyền hình Nga để phủ nhận yếu tố tham nhũng liên quan tới Nga trong hồ sơ Panama. Theo ông Putin, các đối thủ lo ngại về sự thống nhất và hợp nhất của dân tộc Nga, người dân Nga. Vì vậy, họ cố gắng phá hoại, kiểm soát nước Nga từ bên trong. Một người bạn có liên quan đến tôi có tên trong hồ sơ Panama. Tuy nhiên, điều đó không chứng tỏ là tôi tham nhũng. Thậm chí, người bạn này của tôi còn dành hết số tiền kiếm được để mua nhạc cụ và quyên tặng cho các cơ sở nhà nước. Được biết, Mossack Fonseca là nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài lớn thứ tư thế giới cho các tập đoàn quốc tế và thu phí hàng năm quản lý tài sản, hỗ trợ pháp luật tại các vùng lãnh thổ nước ngoài. Mossack Fonseca từng cung cấp dịch vụ cho hơn 300.000 công ty. Theo nhận định của một số chuyên gia, hãy cứ cho rằng câu chuyện hồ sơ Panama là có thật, thì điều đáng bàn hơn cả là những ý định giấu kín của các tổ chức đứng đằng sau để điều khiển vụ vỡ lở gây chấn động thế giới này. Thưa Thủ tướng Lê Văn Cương, chỉ 2 ngày sau khi hồ sơ Panama được tung ra thì Thủ tướng của Iceland đã từ chức. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái sức công phá của cái hồ sơ này và tại sao thời điểm này hồ sơ Panama lại được phanh phui như vậy? Riêng vấn đề thứ nhất, thì sức công phá thì chúng ta đã và đang chứng kiến. Liên quan chuyện này thì tôi xin nhắc lại cái vụ rò rỉ thông tin Wikileaks, thường đây 4 năm. Cái vụ thứ hai là Edward Snowden, tình báo viên của Mỹ đào tẩu, chạy sang Hồng Kông, sang Nga. Và đến cái vụ này nữa. Thì cái vụ Epstein cũng buộc lòng Tổng thống Obama phải thay đổi. Thậm chí là xin lỗi người dân Mỹ và phải dừng lại những cái chuyện mà kiểm tra cái thông tin bí mật cá nhân mà hiến pháp nó cấm. Rồi nảy ra vấn đề quan hệ giữa Mỹ với Đức. Và đến cái vụ này, cái người đầu tiên mà bị dính tức là Thủ tướng Iceland. Và tôi tin rằng sau đây còn có một số người nữa. Chứ cái tác động sức công phá của những thông tin này khủng khiếp lắm. Thế mới là bước đầu thôi ạ. Chứ còn tiếp tục. Cái điều thứ hai tôi cho là vấn đề mà chúng ta cần phải được nghiên cứu một cách khách quan nghiêm túc hơn. Để trả lời vấn đề đồng chí nêu ra là tại sao cái thông tin Panama này rò rỉ vào lúc này, thời điểm này. Thì để lý giải chuyện này thì tôi nghĩ là còn vấn đề chúng ta phải trả lời trước đấy nữa. Cái thông tin này do gì? Nó có giống với Ukraine trước đây không? Có giống với Edward Snowden không? Hai cái vụ này cơ bản là mang tính có thể nói là cá nhân và tư nhân. Sau lưng họ không có động cơ của một lực lượng của chính tổ chức gì nào cả. Chứ còn cái vụ này, một câu hỏi mà thế giới chưa rõ liệu sau có ai trùng lưng vụ này không? Dư luận công khai rất nhiều nơi, rất nhiều người nói rằng chắc chắn còn thế lực chống lưng ở đây. Có người thì nói chống lưng vì mục đích chính trị để hạ bệ cái thần tượng, làm mất uy tín của các nguyên thủ cường quốc mà phần lớn là những đối tượng của Mỹ. Cũng có ý kiến cho rằng là gì? Cái thế lực chống lưng để cho ra cái vụ Panama này lại mục đích kinh tế là chủ yếu. Muốn chuyển cái địa bàn mà rửa tiền từ Panama về Hoa Kỳ, cái khối lượng này lớn lắm đấy ạ. Như vậy là có hai cái loại ý kiến. Nhưng từ trúng lại rằng là tôi nghiêng về ý kiến chắc chắn có một thế lực nào để chống lưng sau cái vụ này.
Nhưng mà tôi cho cái thời điểm này là thời điểm khá nhạy cảm. Nhạy cảm bởi lẽ cái lúc, cái đúng như tiến sĩ Quỳnh Toàn nói là cái cuộc xung đột ở Ukraine tạm yên lặng, cái Syria bắt đầu đi vào cái hòa giải. Các nước chuẩn bị vào cái bầu cử và đại hội. Như Trung Quốc chuẩn bị như năm sau, bây giờ bắt đầu chuẩn bị đại hội 19 rồi. Nga năm 17 cũng phải bầu cử tổng thống rồi. Vân vân. Cho nên đâu đấy cũng không loại trừ được cái khả năng. Những vấn đề đưa ra này có liên quan đến cái này. Nói gì thì nói, dù cho vấn đề Crimea có căng thẳng bao nhiêu, dù cho Syria không có chi có tốn kém bao nhiêu chăng nữa, thì 80-90% người Nga vẫn ủng hộ Putin. Nhất là sau khi Nga đã góp phần quan trọng, có thể nói mang tính quyết định xoay chuyển tình Syria. Vậy như vậy thì đâu để còn lực lượng để người ta không vừa lòng. Người ta muốn hạ uy tín của những con người này, vân vân. Thì tôi cho rằng cái thời điểm này đưa ra là tôi thiên về ý kiến chắc chắn là có động cơ của một thế lực nào để chống đứng sau đấy, chứ không phải là mang tính cá nhân theo kiểu vô tư như Equidic hay là Exxonerd. Thưa tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, trong vụ tiết lộ thông tin này thì có một cái chi tiết mà mọi người rất là quan tâm. Đấy là báo chí Mỹ và phương Tây lại tập trung đưa tin và bình luận về một thông tin là có khoảng 2 tỷ đô la của những nhân vật hoặc tổ chức liên quan tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Còn Điện Kremlin thì lại chính thức lên tiếng bác bỏ những thông tin có liên quan tới Nga và Tổng thống Vladimir Putin trong vụ rò rỉ hồ sơ Panama. Vậy thì theo ông, do đâu phía phương Tây lại chĩa cái mũi nhọn của mình về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin, về phía nước Nga, và cái động cơ của họ là gì? Có ý kiến cho rằng là cái vụ rò rỉ thông tin này ấy là phá hoại cái đối thủ quốc gia là Nga. Thì trong cái dịp này là chuẩn bị Nga bầu cử Duma quốc gia. Và bầu cử Duma quốc gia thì rõ ràng là Duma quốc gia bây giờ là cái đảng nước Nga thống nhất ấy, là chiếm vị trí số 1 đấy. Có thể nói rằng ngày nay ấy, thế giới phương Tây ở Mỹ, người ta cần phải nói về Nga một cách tiêu cực càng tốt. Phải nói rằng là trong cái hồ sơ đấy thì phương Tây cũng phải thừa nhận rằng là không có một cái gì là trực tiếp đến Putin cả. Chẳng hạn họ đưa những cái câu như này: theo dữ liệu chưa được công nhận, theo dữ liệu chưa được xác nhận, có thể giả định. Điều cái giả định mập mờ như vậy. Cũng như bao lần trước ấy, cáo buộc trước ấy, thì nước Nga vẫn chuyển động về phía trước. Để lại những cáo buộc về phía sau. Và lần này chắc là có lẽ cũng để lại cho ai đó mà bị nêu tên ở trong cái hồ sơ Panama mà quả đứng là có thật, thì người đó ở lại phía sau mà giải trình. Thưa Thủ tướng Lê Văn Cương, cho đến nay thì liên quan đến hồ sơ Panama thì vẫn còn một câu hỏi mà dường như vẫn chưa có lời giải đáp. Đấy chính là gần như không xuất hiện một chính trị gia hoặc là một tên tuổi của phương Tây nào, của lãnh đạo phương Tây nào nằm trong cái hồ sơ Panama này cả, ngoại trừ Iceland. Tại sao vậy, thưa Thủ tướng Lê Văn Cơ? Về vấn đề này thì chúng ta phải thấy thế này. Thứ nhất, cái hồ sơ Panama này là chưa tung ra hết. Thì tôi cho rằng là cũng không nên nghĩ rằng hồ sơ này không có đâu. Có thể là Tổng thống Obama thì không. Không, có thể như vậy được. Riêng cái chuyện này chúng ta không phải tin, có thể là Tổng thống Obama thì không. Nhưng biết đâu những người lãnh đạo của các nước khác ở châu Âu, kể cả những người đã nghỉ rồi, thì không loại trừ đâu. Cái điều thứ hai mà nói là như tiến sĩ Hoàng Toàn nói rằng là chúng ta có thể tin rằng sau cái sự kiện này phải có một thế lực chống đứng. Mà thế lực ấy phần lớn là thế lực mà không có hữu nghị hữu hảo với các quốc gia khác. Thì chắc chắn họ sẽ lảng tránh, bộc lộ những cái nguyên thủ quốc gia phương Tây mà dính líu vấn đề này thôi ạ. Thì đấy là cái điều thường tình, nhưng mà cũng có giới hạn nhất định của nó. Thưa tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, như lúc nãy Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng như là tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn cũng đã đưa ra về một số những cái mục đích của cái hồ sơ Panama này, và theo khảo sát dư luận quốc tế và một số những cái tờ báo lớn trên thế giới thì hầu hết mọi người đều đưa ra một cái nhận định, đấy là hồ sơ Panama này mang nặng cái mục đích về chính trị. Vậy thì ý kiến của ông về cái mục đích chủ yếu của cái hồ sơ Panama này là gì? Vâng, có lẽ tôi cũng nghiêng về cái chiều hướng đấy. Nếu như mà mục đích kinh tế thì như khi nãy tôi nói, thì cái hồ sơ Panama là một cái công cụ tống tiền một cách tuyệt vời.
cho ai đó nắm được cái nó. Có thể là các phóng viên, có thể là những cái người đứng đằng sau của các phóng viên. Đây là một cái công cụ tống tiền. Và cũng không loại trừ được là sau cái hồ sơ Panama này thì khối người nhận được khối tiền. Và lại có một cái hồ sơ Panama phải khác nữa. Biết đâu 5, 10 năm nữa, 20 năm nữa. Nhưng mà tôi lại thiên về cái ý kiến đấy là ý kiến thứ ba. Đây là lợi dụng cái hồ sơ này để hướng vào một số cá nhân, một số nhà lãnh đạo mà ai đó không cảm thấy hài lòng, không thấy phù hợp, để tìm mọi cách hạ bệ họ mà bằng những cách khác không thể làm được. Vâng, thưa Thủ tướng Lê Văn Cương, như vậy rõ ràng là dù đằng sau cái hồ sơ Panama này có một động cơ chính trị hay một động cơ kinh tế nào khác đi chăng nữa, thì rõ ràng là nó đã gióng lên một cái hồi chuông về việc lấp lỗ hổng chuyển tài sản sang trú chân ở nước ngoài để trốn thuế. Và theo đồng chí thì trong thời gian tới chúng ta cần phải có những cái biện pháp như thế nào để lấp những cái lỗ hổng này? Cái vấn đề có ai chống đứng sau cái vụ hồ sơ Panama không thì còn phải tiếp tục nghiên cứu và xác minh đầy đủ trên cơ sở dữ liệu chắc chắn. Chúng ta có thể nghĩ như vậy nhưng còn phải nghĩ tiếp tục, đúng rồi. Nhưng một cái khách quan, tồn tại khách quan tức là gì? Toàn bộ cái hệ thống quản lý tài chính, ngân sách trên hành tinh này còn rất nhiều sơ hở. Thật ra cái rửa tiền này là dùng cái đồng tiền mà phi pháp. Nguồn nào chăng được là phi pháp đấy ạ. Cơ bản là tham nhũng, chuyển tiền ra nước ngoài, lập công ty ma vân vân. Cả nhân loại đang đối mặt với cái tệ tham nhũng, không phải một quốc gia đơn lẻ nào cả. Hầu hết quốc gia đều dính cái này cả. Mà đấy là cái cuộc đấu tranh này, cuộc đấu tranh mang tính toàn cầu. Để khắc phục chuyện này thì không có cái gì khác là phải có một hệ thống luật pháp chặt chẽ và cho cái đồng tiền vận hành giữa ánh mặt trời, tức là công khai và minh bạch. Chừng nào cái hoạt động của các chính phủ, của hệ thống chay chính tiền tệ công khai minh bạch thì chắc chắn là hạn chế được những cái loại hoạt động rửa tiền như hồ sơ Obama đúng ra. Đây là thách thức thứ hai mà tôi muốn nói như vậy. Không chỉ của riêng ai ạ, không phải của mấy nước nghèo đâu ạ, cả nước giàu cũng khủng khiếp, giàu mà nhiều tiền rửa đấy ạ. Đấy, chính là bài toán thứ hai nhân loại thách thức là chỗ này. Một cái vấn đề thứ ba nữa cũng có quan hệ với nhau, đấy là cái common, cái hợp tác mà có thể nói là cái liên minh ma quỷ giữa cái giới tài phiệt và các tổ hợp công nghiệp quốc phòng. Chính cái liên minh này nó thúc đẩy, nó tạo ra cái cuộc xung đột hành tinh này không bao giờ ngưng nghỉ cả, để giải quyết cái ba đầu ra của vũ khí sản xuất ra. Chúng tôi cho cái loài người đang chứng kiến, đang sống trong ba cái thách thức lớn. Thách thức thứ nhất là cái khủng bố. Thách thức thứ hai là cái tham nhũng và cái rửa tiền. Mà muốn giải quyết chuyện này thì dứt khoát các quốc gia, tất cả các chính phủ phải tổ chức cái vận hành một cách minh bạch công khai, tạo điều kiện cho mọi người dân sản phẩm được. Đặc biệt là cái vận hành công khai của đồng tiền. Cái điều thứ ba là bằng một cách ngăn chặn cái con măng giữa cái tập đoàn tài chính tài phiệt với cái tổ hợp công nghiệp quốc phòng đẻ ra vũ khí. Chính tôi cho xét trên mọi phương diện, đấy là nguồn gốc của các xung đột trên thế giới hiện nay. Cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn. Thưa quý vị và các đồng chí, như vậy là qua những phân tích của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, chắc hẳn quý vị và các đồng chí đã nắm rõ cơ bản về những cái bản chất cũng như là những nội dung nguyên nhân của hai sự kiện được đánh giá là chấn động thế giới trong tuần vừa qua. Và lúc này thì chiến sự giữa Armenia và Azerbaijan vẫn được dự báo là sẽ còn có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Trong khi đó thì những tranh cãi xoay quanh những nhân vật được chỉ mặt đặt tên trong hồ sơ Panama thì vẫn chưa có hồi kết. Và lúc này thì chúng ta biết rằng chênh lệch về giàu nghèo trên thế giới vẫn còn ở mức rất cao. Và điều đó thì cũng đưa ra một vấn đề, đấy là hồ sơ Panama một lần nữa phải thức tỉnh trách nhiệm của những quốc gia lớn trên thế giới. Chương trình Người Quan Sát tuần này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.